cần có vị thế riêng của mình. Điện ảnh từ lâu đã không còn là cuộc chơi của em. Mình tên là Anh Thư. Ngày hôm nay mình rất vui khi được có mặt ở đây để chia sẻ với các bạn một thông tin vô cùng thú vị. Tiếp nối thành công của những bộ phim như Scandal, Bí mật thảm đỏ, Quả tim máu hay Cô dâu đại chiến, đạo diễn Victor Vũ đã trở lại với một siêu phẩm trong mùa hè 2014 mang tên Scandal, Hào quang trở lại. Đây là một bộ phim rất thú vị bởi nó nói về hậu trường giới showbiz, đồng thời nó có những tình tiết ly kỳ hấp dẫn, lấy cảm hứng từ những sự kiện ngoài đời thật. Bộ phim có sự tham gia của những diễn viên như Trang Nhung, Chi Bảo, Thân Thúy Hà hay diễn viên ưu tú Triều Xuân. Hứa hẹn sẽ là một bộ phim mà các bạn không thể bỏ lỡ trong mùa hè 2014 này. Nằm trong chuỗi sự kiện ra mắt bộ phim, Galaxy Studio rất hân hạnh được mang đến cho các bạn một cuộc thi vô cùng thú vị mang tên Khoảnh khắc Hào quang. Đây là cuộc thi nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện dành cho các bạn nữ. Và để tham gia cuộc thi này thì rất đơn giản thôi, bạn chỉ cần gửi về cho chương trình hai bức ảnh. Một bức ảnh trước khi trang điểm và một bức ảnh sau khi trang điểm hoặc thay đổi trang phục. Và để gửi về cho chương trình thì các bạn hãy gửi về fanpage của bộ phim Scandal Hào quang trở lại hoặc thông qua email viral@galaxy.com.vn. Và đối với những bạn nào mà chưa tự tin lắm ở khả năng trang điểm của mình thì cũng đừng lo lắng. Các bạn có thể trực tiếp tới với showroom của nhà tài trợ. Chắc chắn rằng các hãng mỹ phẩm như là Boudra hay hãng thời trang Elite hoặc Sophie Paris sẽ rất hân hạnh được hỗ trợ cho các bạn. Các bạn đến đây thì không chỉ được make up này, được làm tóc, được trang điểm, được hướng dẫn cho cách ăn mặc phù hợp và chụp những bức ảnh thật đẹp, mà các bạn còn có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ nữa đấy. Thật hấp dẫn phải không nào các bạn? Và sau khi kết thúc vòng thi đầu tiên, ban giám khảo gồm có nhà báo Thu Hồng đến từ mục thời trang và làm đẹp báo điện tử VN Express, bà Lưu Nga, tổng giám đốc công ty thời trang Elite, và diễn viên Trang Nhung, Á hậu Việt Nam 2005 sẽ là những người chọn ra 4 ứng viên xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết, cũng là vòng thứ 2 của cuộc thi. Bước vào vòng chung kết, các thí sinh sẽ được trang điểm, được khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, được sánh vai với những ngôi sao điện ảnh, bước trên thảm đỏ trong buổi công chiếu diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội. Toàn bộ quá trình làm đẹp và buổi công chiếu sẽ được tường thuật tại fanpage Scandal Hào quang trở lại. Và chắc hẳn bây giờ các bạn đang rất nóng lòng không biết phần thưởng của cuộc thi là gì phải không? Tổng trị giá các giải thưởng của chúng ta vô cùng hấp dẫn và lên đến hơn 40 triệu đồng đấy nhé. Đó là những bộ mỹ phẩm cao cấp, túi sách, trang phục thời trang và học bổng siêu mẫu đến từ các nhà tài trợ Sophie Paris, Boudra, Elite và MTS. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký tham gia với chúng tôi ngay bây giờ. Và đừng quên địa chỉ email của chúng tôi, viral@galaxy.com.vn. Hãy cùng nhanh tay đăng ký nào các bạn. Facebook.com/scandal-haoquang-trở-lại mang tên Khoảnh khắc Hào quang để nhận ngay những quà tặng có giá trị.